cái buổi giao lưu ngày hôm nay, chúng tôi muốn thể hiện cái mong muốn cũng như là cái cam kết là phối hợp cùng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng như là đội tuyển bóng đá nữ để làm sao thiết kế một cái chương trình để đến khi các em giã từ sự nghiệp thể thao của mình thì các em có thể vào làm việc tại FPT Telecom tại 63 tỉnh thành, bất cứ một tỉnh thành nào quê nhà của các em. Đây xin chia sẻ với quý vị, đây không phải là một cảm xúc nhất thời mà đây là một cái chương trình chúng tôi cũng đã suy nghĩ từ rất lâu. Tức là trong 10 năm sắp tới có bao nhiêu thành viên đội tuyển bóng đá nữ, dù bất kể là vị trí chính thức hay dự bị mà treo giày, thì chúng tôi sẽ mời các em về làm việc cùng với FPT Telecom và sẽ tạo điều kiện để đào tạo, huấn luyện cho các em để có thể bắt nhịp vào công việc được ngay. Thế còn tất nhiên cái việc mà nhận lời hay không thì đấy là quyền của các em. Cái việc này xuất phát từ thực tâm, FPT Telecom và FPT Play mong muốn là có thể hỗ trợ cho các em, bởi vì các em là những người thực sự là cống hiến cả cái tuổi xuân của mình cho đất nước. Thứ hai, chúng tôi cũng mong muốn thắt chặt thêm cái quan hệ và chia sẻ cái trách nhiệm của doanh nghiệp với Liên đoàn bóng đá Việt Nam trong cái việc là đảm bảo một chặng đường dài cho các em. Và điểm thứ ba cũng không kém phần quan trọng là FPT chúng ta và FPT Telecom luôn luôn cổ vũ cái việc mà chia sẻ các cái trách nhiệm xã hội. Năm nay 2022 là năm 25 năm kỷ niệm của FPT Telecom, là năm rất là thiêng liêng đối với người FTEL, thì chúng tôi cũng mong muốn có một cái sự kiện để đóng góp vào một cái chuỗi sự kiện có ý nghĩa để chào mừng một phần tư thế kỷ của FPT Telecom.